là trước ma nó cũng ma. Ma. Có, cha đi nữa mà. Cha đi. Ờ cái mai đẹp nè. Chạy nhanh quá các em không có kịp quay mấy cái mai, không kịp gì chứ. Ừ. Anh thấy anh chạy chậm nhưng mà em vẫn cảm thấy nhanh tại vì xe cái xe nãy giờ. Đây nè, từ từ anh. Mấy cái mai khủng luôn nè. Khoan khoan. Mai thả dưới đất luôn hả? Quá trời luôn. Cực kỳ luôn. Đi trang cái thân em. Đó, chú à. Đi từ từ nha, ở đây cũng có, bên đây cũng có mai nữa nè. Đây nè. Đây nè cả nhà. Thấy chưa? Vài bữa nữa nó nở nữa. Đó, có cái mai ở trong nó nở kìa. Ở quê là mai tự dậy tới lên không á. Đây cũng có mai nè. Ngắm mai đã luôn á. Đây nữa nè. Thấy không? Bên đây nữa nè. À. Anh từ từ anh. Đây. Anh ngừng ngừng cái, anh ngắm cái mai này cái nào. Thôi thôi ngừng 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 ngừng. Đó. Cho cả nhà. Từ từ anh, từ từ. Đi chơi tớp nè. Từ từ nha. Đây cũng có mai. Mà nó nằm ở phía trong mà không thấy được cả nhà. Cái nhà này là đẹp nhất khu vực ở đây luôn á. Buổi tối đèn đẹp lắm. Chùa đúng. Đây cái mai nè. Nhỏ mà có vỏ nha. Đó. Ồ ơi chùm chùm luôn á. Ồ ơi. Sâu lại giống như là cái sâu chuỗi vậy trời. Ôi quên, ta đi chơi tớp nộp 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 luôn á. Bán quà dọc hai bên đường. Nhạc xuân y xèo. Bông vàng ngọ. Có một cây mai giả. Đây cái quán này ăn, quán ăn sáng cũng đông lắm á nha. Cái quán ăn sáng á là nhậu xịn á, ăn không nổi. Mấy quán nhất là mấy quán phở nữa. Vậy húp nóng nóng rồi. Có bánh mì thịt nướng ở đâu rồi? Nó có bán không? Nghĩ rồi coi. Nghĩ rồi. Ở đâu khúc nào? Đây là bên tay phải nè, ngay đình nè. Đang nghĩ rồi con. Có chỗ nào khác không? Vịt nướng, gà nướng đắt lắm nha mấy ngày Tết. À, ngay chợ có hai cây mai trước cửa tiệm vàng kìa. À, đó thấy chưa, đang nhẹ mai nha. Một ổ bánh mì thịt nướng hay? Không có rau. Không rau, không dưa chua gì hết. Để thịt cho nó thôi phải không? Dạ. À, chị cho em sâu thịt nướng vậy đó. Đừng có bể gì hết nha. Chị trang nước sốt cà. Có hai ổ rồi đây. Hai ổ. Của anh này có dưa leo, dưa chua phải không? Có. À, một ổ người lớn, một ổ trẻ em. Trẻ em là hai cộng thông nha. Dạ. Qua có bán không? Qua một. Anh đâu bán? Mua gì chị? Mua gì thịt không? Chưa.
Chị em gửi tiền. Mì thịt nướng là 10 ngàn một ổ, 2 ổ 20. 2 ổ 20. 2 ổ mì thịt ha. Tết nhất mấy cái tiệm thuốc tây cũng đông lắm nha, chứ không phải riêng gì quán cà phê đâu đâu, đâu quán cà phê nào đông lắm nha. Quán cà phê trên đây nữa nè, gần với bé Xù hay ghé quán cà phê trên đó đó, ngồi đó đó uống sinh tố ghẻ ghề luôn. Có cháo lòng đây, hủ tiếu gõ, bún mắm, hủ tiếu bánh canh, phở. Được ra phà cũng liêm. Đây nó mở gì ta? Giống như cái siêu thị. Văn phòng phẩm, quà lưu niệm. Nhìn đẹp quá ha, bên đây kế bên tỉnh thuốc tây. Xe sưu tầm không bán, được giá mới bán hả? Xe gì ta? Chắc cũng ghé quán phở rồi chứ đi chợ đâu. Chạy thẳng luôn. Chạy một vòng ngắm hoa mai cũng thích ha cả nhà. Chạy qua. Hầu như là nhà nào 9 nhà, 10 nhà hết 8 nhà có hoa mai. Ghé quán này là anh đi đâu à? Quên hả? Mình cái xăng cũng có hoa mai nữa. Ui, tới nơi rồi. Phở thì có phở không đó đã. Những khi bữa nấu món này không kìa. Ủa, không kêu hả? Phở bên kia, bên kia, bên kia nè, bên đây nè. Có biết đâu. Cái món này đúng rồi, đúng rồi, đúng quá, nhà chanh quá nè. Thơm mùi phở nực nồng luôn. Nghe cái mùi thấy ngon rồi đó. Cái đầu. Vô con. Có gầu không chị? Chị phở có gầu không? Bữa nãy của anh nào có gân không? Gân với nạm nha, cho em tô gân nạm. Dạ trời, đông quá mà không chờ cũng sao vậy, cũng phải chờ. Hình như hai căn lúa bên kia nó kìa hết á, đông quá chứ. Ăn mì em cho được không? Thôi không ăn. Hỏi quá tại hỏi rồi. Gặp người quen, người quen đang ngồi kìa. Lại ông nhân viên đi dọc hết luôn đó. Không được, tôi nhẹ cái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một bò một phở. Ở đây hai tô chị ơi. Bán một chén bò viên không? Dạ, chén bò viên không ấy. Ăn xong đi mua iPhone nè. Mẹ mày lấy cái cho mẹ mày không hả? Cho em chén bò viên đi chị. Em bán giấc tắt quá, anh yêu. Ghê. Cho em chén bò viên đi chị. Rồi, hết chén ớt luôn rồi. Cũng muốn mới hấp nước được chứ. Để không? Anh tự để nha. Không được. Để cho dưới. Rồi, nhưng mà đang nhận phở chung với căn nhà. Ngon lắm mà thịt bò mềm ngon. Thank you.
thơm. Tính tiền chưa? Hai tô với chén bò viên hả anh? 75 là con vợ mẹ cái 45 khỏi luôn á. Xuống trời ơi. Gì đây dở hoài luôn á. Chọc mẹ hoài. Thôi đi anh. Đây thẳng luôn anh, thẳng thẳng quẹo phải. Tới tới chọn trước quẹo phải. Về bánh mật không cà. Đó đó, thay dựa bánh mật không cà. Ủa nhớ bữa cái tiệm đó là đây 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 đây. Cái tên này nè chứ bự rồi. Bán một chai hai chai. Vô trong nó lựa, anh mua gì vô coi, vô đó coi chứ bán vậy làm như tiệm tạp hóa vậy. Người ta tính tiền như siêu thị vậy. Đi sao lựa đi. Thôi quên chở nón rồi. Thôi kệ. Đúng mua bánh. Ok liền luôn thấy chưa. Hỏi hơi bị dư rồi đó. Vô đây con. Nước suối mình để đâu rồi vậy? Xô đi xe nha con. Ok, kêu bao bánh không? Ok. Nước suối cái chai 5 lít đó chị. 5 lít. Ở đây xe còn dám bỏ ở hôm trước mà. Ồ vậy hả? Ừ, băng đêm bồ đồ bán chị đậy không đem vô nhà luôn á. Ở đây ta an ninh lắm. Yeah. Đây ở Cù Lao á anh, mỗi lần mà nó ăn cắp gì nó cũng phải có ghe có xuồng đặng đi qua đất liền. Đúng rồi, nó muốn gì nó cũng phải qua phà qua đúng rồi. Nó vòng vòng Cù Lao. Tối không có phà hả chị ha? À. Phải bao. Dạ. Bao mà là lạ là người ta cũng điện công an nó cũng không có nhắc. Dạ. Anh mua thêm mấy chai nước suối nhỏ đặng đi chơi uống anh. Mấy chai nhỏ nhỏ này để đựng dễ phải không, hay là chai bự hơn chút? Nhỏ nhỏ cũng được, tùy anh à. Muốn lấy bự lấy nhỏ, thấy có lớn có nhỏ cũng được. Ba chai lớn, ba chai nhỏ. Mình đem theo đi đường mình uống. Số cầm ba. Sao mấy ngày này sao khát nước dữ không? Bánh vậy thôi đúng không con? Rồi nhiêu đây? Đi chơi hoài. Hồi lâu thì mới mới đi học ra. Dạ. Biết sao? Biết sao? Năm rồi chứ gì chứ nhà. Dạ. À, rồi, tôi. Em vô đem quay hoài luôn. À, Ngân Nguyễn TV anh. Ngân Nguyễn TV. Dạ. Không có dấu không? Ngân Nguyễn Tàu Bờ đó. Cô chủ ở đây bà con á anh. Bà con, cô tại cô vậy con kêu gì bằng gì? Nãy con quên kêu bằng chị. Dạ, bà con á. Con là cháu chồng của bà Úc Tại. Dạ. Có biết đâu. Dạ. Tại bữa bà Út nói chứ con cũng không biết nữa. Dạ. Cậu ở đây đi đồ ngoài. Ông ngoại con đó. Vậy hả? Dạ. Ông ngoại con á, cha con cháu ngoại, con cháu ngoại á. Vậy hả? Dạ. Cậu hai lại đây mua đồ ngoài. Dạ. Con Hạnh Quyền rồi là
Quyền nó về đây, nó làm về, nó ở nhà của chị xong á. Dạ. Còn Hạnh là nó mua đồ ba số. Ba số thì đây. Số đây. Ở đây có bán bài lô tô với bài ông Vinh có mua bài chưa? Có mua, có bán bài chứ không Vinh, có bán lô tô. Vinh nó có mua bài chưa? Mua tới gì chơi? Cái lô tô bộ cua gì đó cũng vui. Vinh nó có mua bài à? Yeah. Mua trước một bài chưa? Nó kêu mua. Mua một bài đi. Bài ở đâu? Ủa, nhà ông đi hả? Nay ông nội bà nội đi quan phú hả? Dạ. Ban bảy ăn khói thì mà lấy bài. Mua bài. Chơi đánh bài quạt lọ đi anh. Biết chơi không? Anh biết chơi cái vụ đó không? Anh. Nhưng mà đánh bài quạt lọ. Thấy là không biết chơi là. Ở quê biết chơi vụ đó vậy, thành phố không biết. Đi đi. Tới chơi vụ đó vui anh. Chơi bài bạc lọ đi. Dạ, bây giờ thì vợ chồng con đi về. Hả? Thì ba mà nói xàm quá, lòng em đầu óc em nó cũng tào lao theo anh luôn. Tự nhiên cái con đứng con cười mình luôn, cả nhà anh hỏi con bị khùng hay gì. Hay em cười cười hay em bị khùng hay không. Thôi bây giờ mình đi về, vợ chồng con đi về nha. Cả nhà đón xem video tiếp theo của Ngân nha. Bữa nay là mùng 2 Tết thì còn nãy giờ mới tăng 1, tăng 2 à. Còn tăng 3, tăng 4, tăng 5 nữa nha cả nhà. Nói chung là Ngân sẽ quay từ đây tới tối luôn. Ngân đi tới đâu thì Ngân sẽ quay tới đó. Rồi cả nhà nhớ đón xem video tiếp theo của Ngân nha. Vậy xin mời cũng quay thật tào lao á.